Xin kính chào thầy cùng toàn thể các anh chị em trong group. Xin cảm ơn thầy và các admin đã cho em được vào trong group nơi chia sẻ những kiến thức quý báu để cho làm MBO YouTube. Thì em xin giới thiệu, em tên là Bùi Hữu Trường, hiện năm nay là 34 tuổi, hiện đang sống ở thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Và em được biết về thầy qua các video hướng dẫn chia sẻ miễn phí của thầy, và em có làm theo và em cũng có mua khóa học của thầy năm 2017. Em làm theo của thầy rồi cũng thu được thành công nhất định, là có hai kênh kiếm tiền, và kênh lớn nhất là cho em là hơn 700 đô, và cứ có tháng 7, cao nhất là 700 đô, tháng vừa rồi vừa tổng thì được gần 600 đô. Còn kênh còn lại thì đang thời kỳ phát triển, ra tiền thì sắp chuẩn bị nhận mặt pin. Và thời gian của em thì dành cho YouTube thì khoảng 2 tiếng mỗi ngày, nhưng cũng đã thu được thành tích như thế thì em thấy rất là cảm ơn thầy, vì nhờ có thầy mà em đã có được những cái thu nhập tốt đẹp như vậy. Thì với cái cách làm của em hiện tại là làm ở doanh nghiệp, làm 8 tiếng mỗi ngày, công việc áp lực, nhưng cũng thu tiền về thì cũng không bằng được với 2 tiếng bỏ ra trong một ngày để mà thu tiền về. Thì xin cảm ơn thầy chia sẻ cho em rất biết ơn. Và trong những thời gian tới, em cố gắng xem tất cả các video của thầy, học hỏi thêm kinh nghiệm và các cái cách phát triển bản thân mình thêm. Và mong muốn của em là làm được một kênh YouTube cho người nước ngoài xem. Hiện tại hai kênh của em là cho người Việt, view lên rất cao, nhưng hiện tại là tiền không có. Nếu như cái tư duy của em thì đang còn hạn hẹp, mong thầy cùng các anh em xin có chia sẻ để cùng nhau phát triển. Và cái cách làm của em thì cũng nó đơn giản, nhưng mà nó không giống như thầy hướng dẫn, nên em xin chưa phép chưa được sâu ra. Nếu mà thầy đồng ý thì một thời điểm gần nhất thì em sẽ sâu ra cách làm của em. Nó hạn chế ít thời gian nhưng mà nó vẫn ra tiền. Cũng xin cảm ơn thầy cùng các cả anh chị em đã theo dõi xem video hướng dẫn của em. Xin cảm ơn rất nhiều. Rất mong được sự kết nối của các anh chị để giúp cho nhau cùng nhau phát triển. Em lần nữa em xin rất biết ơn thầy cho em có được cơ hội mở rộng thêm được nguồn thu nhập. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Và hẹn một ngày gần nhất, nếu thầy về Việt Nam thì sẽ được gặp thầy, và xin cảm ơn.